Let be in your land, yeah. Rồi, game time. Game time. Hello mọi người, hello Ngọc Hân, hello Phan Thúy. Hello, hello. Đang là hai nít nha. Hello, hello anh. À thôi, mình đưa ta một máy, người ta coi mình lẫn với. Đưa tao cái cây chim nữa. Hello Nguyễn Thị Bảo Trâm, hello Đăng Anh lên nhạc ông bồ ơi. Hello Châu Hải My, hello Triệu Như Quỳnh, hello Khánh Linh, hello Hân, hello Trọn, hello tất cả mọi người nha. Hello Giang, hello Trâm nè, hello Diễm nè, hello Thúy nè, hello Kê Long Kim nè, hello Tường Vy Lan Anh, hello 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 Mỹ Tố. Hi tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Kem KB Cuộc Sống ở Đông Xuyên nha mọi người. Bữa nay lại là một cái chuyên mục tư vấn kem nha cả nhà. Một cái chuyên mục tư vấn kem nha, bình luận nhiều quá, thôi để em lần số 2. Ai đây? Thùy Dương à. Thùy Dương này đi hàng rồi. Ok. Hello nè, nhận được hàng báo tôi nha. Bữa nay tôi like á, tôi like bữa cuối đặng ngày mai tôi đi Đà Lạt rồi cả nhà ơi. Ngày mai tôi đi Đà Lạt rồi. Hello, hello với bà bên TikTok nè. Hello bà bên đây nè, cần gì để lại bình luận nha. Cần tư vấn gì để lại bình luận nha. Bữa nay mà tôi giao hàng bữa cuối đó. Tại ngày mai tôi ốp tới còn vẫn không có đi giao hàng được. Em chào chị Khánh nha. Em chào với chị. Em chào Bảo Trâm. Cảm ơn Bảo Trâm nha. Cảm ơn Nguyễn Huy nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chị đang mặc là cả bộ đồ ngố mà hiện tại chị hết rồi. Hiện tại là bộ đồ ngố hết rồi, lên nhạc đi bà. Hiện tại là em hết bộ đồ ngố rồi cả nhà ơi. Chia sẻ livestream cho lên nhạc cao lên luôn nha. Chia sẻ livestream cho em nha. Hello Bích Ngọc nè, hello Kim Hường, hello Thúy Kiều. Ủa nhận được hàng luôn quá hả? Gửi luôn rồi, nhận được rồi luôn hả? Không biết luôn. Hello. Đúng rồi, chị sắp lên xe bông. Mọi người ơi, dạo này làm như nó có cái lời nguyện mọi người. Tại vì dạo này các em thích cái bài bơm mọi người ơi. Bị bơm ghiếc rồi, thành ra nó thích mọi người. Bị bơm ghiếc ghiền á. Hello, 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 bạn top top nè. Hãy đọc công thức kem cho mọi người hả? Rồi ok, lấy nhắn tin đi, em gửi kem luôn. Bây giờ em vừa đọc công thức phải không? Em vừa đọc công thức nè, xong rồi các em vừa gửi nguyên một cái thao kem cho chị luôn. Chị về chị chỉ bán cho lấy tiền chị ăn thôi, chị không cần làm gì chứ á. Được chưa? Em gửi công thức xong rồi em gửi nguyên thao kem cho chị luôn, về chỉ cần múc ra hũ bán thôi. Hiểu chưa? Có đơn em bắt cho chị luôn. Bầu xài được không? Bầu xài bình thường. Bầu xài bình thường là tình yêu ai? Đang bầu hả chị? Ủa sao gọi là đang bầu mọi người? Đang bầu là sao? Sau nay tàn phế. Tàn phế là con mẹ của mẹ. À thôi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Có tàn hay không tàn gì cũng đâu có ăn cơm nhà mày đâu mà mày lo. Đúng không? Rồi tao có bầu tao cũng đâu có để cho mày nuôi đâu mà mày ngủ à. Ủa trời, thì giờ ngày xưa tao livestream tao xài app, nhận được hàng rồi, đẹp lắm Bim. Cảm ơn chị Thi Phạm nha. Thì bình thường tối nay tao xài app, và bây giờ bên cái này nó không có cho xài app nữa. Thì tao để cái mặt thạch của tao ra thì nó xấu thôi chứ có gì đâu. Chứ mày qua bên TikTok thì tao xài app vẫn còn đẹp bình thường. Bên TikTok tao đang xài app vẫn đẹp bình thường. Ê, bình luận của TikTok đưa tao một máy rồi. Tao không thấy mày không có đọc gì trơn, sao tao biết được, tao trả lời. Thì chứ có gì để tao đọc đâu. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Không có ai mà nói lời hay ý đẹp để đọc chứ hả? Chào tất cả mọi người bên TikTok nha. Thấy bình luận mọi người nha. Chị ơi nhìn bên này nè chị, nhìn bên này là nhìn bên nào. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Thì bây giờ đầu like em sẽ vô kem nha mọi người. Tại vì ngày mai là em mất đi Đà Lạt. Hổ dở là 220 chị Quỳnh ơi. Em mất em đi Đà Lạt cả tuần lễ lận. Cho nên là bữa nay mọi người không lên đơn á. Lại em mất tới một tuần hết kem ngang gán chịu nha. Ai mà gần hết thì tranh thủ lên đơn đi. Để hết ngang cái là không có kem mà xài đâu. Lúc đó không có gửi kịp cho mấy chị đâu. Tại em đi là em khóa cửa em đi luôn rồi. Không có shipper không có lại lấy hàng được đâu. Ok chưa? Thì cái hũ nhỏ này nè em bán là giá là 220 nè cả nhà. Hũ này em bán 220 nè, mọi người nhắc vô màn hình mọi người thả tim giùm em, mấy chị bên TikTok. Mọi người thả tim đi, biết đâu mọi người nhận được cái mã giảm giá đó cả nhà. Thấy nha, thấy mấy chị nè. Bầu xài được nha chị Vy ơi, bầu xài bình thường giùm em. Bầu xài bình thường.
Ờ đúng rồi chị Thụy Nguyễn ơi, em đi chụp hình cưới. Cảm ơn chị Thi Phạm nha chị Thi Phạm. Có gì nữa coi like thấy gì ok ủng hộ em gái đi nghe chị. Thôi Lan ơi, em không xài kem thì em đen đi em ơi, chứ ai mà rảnh đâu chửi em ha. Ai mà rảnh đâu mà chửi em. Ờ à, đúng rồi, cái da, cái kem này là da nam xài bình thường cả nhà. Kem này nam xài bình thường. Tại vì em rất là khuyến khích luôn những chị nào mà da chai lì, da thâm sạm, da đen, da rất nhiều loại kem không cải thiện như da nam với cả nhà. Thì em khuyến khích cả nhà dùng cho em một cái mũ. Mọi người lên đơn cho em một cái mũ thôi. Còn chị nào mà xuyên nữa xài giùm em cái bịch tắm trắng luôn. Nửa ký là 600 chị yêu ơi. Nửa ký là 650, hiện tại em đang sale còn 600. Không, em thấy chị cũng đẹp mà. Ừ, cảm ơn nha má, cảm ơn. Tại vì mỗi một người á, có định hình về cái đẹp khác nhau. Hữu gì là 220 Nguyễn Tâm ơi. Tại vì kem lười á, là kem giống như kem dưỡng như chị My ơi. Kem lười giống như kem dưỡng vậy đó, chị không cần phải lúc nào cũng mặc đồ dài ủ. Chị ho lên cái nó như dưỡng thể vậy đó. Chị ho lên cái là thấm vô da chị liền, không lộ văn kem, không cần phải ủ, không cần phải mặc đồ dài luôn. Hên xui nha má. Ừ mà công nhận xui thiệt má, đi tới đâu là mưa tới đó cũng không biết nữa. Nhưng mà Long Xuyên thì bình yên nha mọi người, Long Xuyên thì bình yên, không có mưa gì hết trơn á. Da đen chai lì xài bình thường em. Chứ nếu mà da em đẹp, da em trắng lại mua kem xài chi vậy Xuân Trường. Thấy không? Dùng đen thui là tại vì má mua về mà má không xài á. Tại má mua về má không thô lên mình má, mà má dùng á. Má dùng á, cho nên má mới đen đó má. Một hũ xài được nửa tháng tình yêu ơi. Hũ xài nửa tháng nha, tùy body bự hay nhỏ. Hôm nay không nhìn không chữ nữa, tại vì á không có đáng. Để không có đáng. Giờ này quan hỷ rồi chứ ơi, sắp sửa lấy chồng rồi. Sắp sửa lấy chồng rồi, mất công á, mình chữ nhiều quá, mất công mình mang nghiệp nữa. Tới lúc đó người ta đi á, người ta đi tiền hiệp có 200 ngàn là xu luôn. Sức nó trắng như cái mặt em vậy đó Bích Linh. Thương mà sức kem vậy nó trắng cả cái mặt của Cưng vậy đó, như cái mặt của Cưng để trong avatar vậy đó. Ờ dạ. À, không biết sao nha mọi người, mỗi lần á mà đăng lên á, mỗi lần mà đăng hình mà mặc đồ cô dâu này kia nọ lên ai cũng khen cho mọi người, mà toàn là những người vô comment dễ thương khen không à. Mà tới hồi tao live stream để mà tao tiếp xúc gần với tụi nó thì tụi nó nói khùng nó điên không, tao cũng không hiểu luôn, tao cũng không hiểu luôn. Kem này ăn được có Linh Nhi ơi, chị nghĩ cái mặt lời của Cưng là mua cái kem này về ăn đi Cưng ơi. Mua kem này về ăn á thì quả mai á trúng độc á, xong kiếp sau á đầu thai lại làm người á thì chắc là đẹp hơn đó. Mà hộp với 220 chị Ly ơi. Hộp vậy 220. Hộp vậy là 220 nha. Ship tỉnh đồng giá 30 ngàn dùm em. Ship tỉnh đồng giá 30 ngàn dùm em. Em đang ghim là em đang ghim bên top đó là hai loại kem đó cả nhà. Cả nhà mình nhắc cho dùm em là kem lười hoặc là kem ủ nha. Kem em đang vô là kem ủ nè, 150g giá là 220 nè. Da đen chai lì thâm sạm, da mà ăn nắng nè, da rất nhiều loại kem mà không cải thiện nè. Là em mời cả nhà mình lên giùm em một ủ kèm số hội. Còn mấy chị bên top thì bấm như giỏ hàng chốt giùm em một kem ủ nha cả nhà. Bên nhà em có tấm trắng 130 ngàn. Tấm trắng 130 ngàn ok la. Tấm trắng 130 ngàn. Tấm trắng này tắm được một lần tình yêu ơi. Tấm trắng này chị tắm giùm em lần thôi về. Chị tắm ra phải không? Đầu tiên là chị pha 3 cái gói tấm trắng vô với sữa tươi không đường. Chị pha lên cho nó dạng hỗn hợp sệt sệt đó. Hũ to là nửa ký 600 đó chị Tú Lê à. À, chị pha làm cho nó sệt sệt đó rồi kèm sữa tươi không đường vô. Một ủ cho chị Trần Quỳnh Quỳnh, ok chị Trần Quỳnh Quỳnh. Nhắn tin cho em xin địa chỉ đi chị Quỳnh ơi. Nhắn tin cho em xin địa chỉ luôn. Hàng em gửi 3-5 ngày nhận được nha cả nhà. Bữa nay em gửi nè, tại vì ngày mai em mốt rồi. Tại ngày mai em mốt em đi Đà Lạt tăng tuần lễ lận. Là không có ai đóng hàng cho mấy chị đâu. Được, 220 giảm xíu còn 20 được không? Được nha Minh Phúc. Được nha Minh Phúc. Lấy cái hũ không dán tem rồi cho Minh Phúc, gửi cho Minh Phúc cái hũ không nha cả nhà. À, da em bình thường không đen lắm thì dùng loại nào? Em khuyến khích chị nên dùng kem ủ giùm em nha. Kem ủ không có kháng nước tình yêu ơi. Mình thoa kem giùm em một tuần là ơ lộn, mình thoa kem lên giùm cho em. Chị gửi chị cho em đi kìa. Câu 1, câu 2 thì nó chị thấy cũng giống người bình thường. Nó câu 3, câu 4 là bắt đầu lời cái nếp ra, lời cái tính kỳ lên rồi Tú Lê. Lời cái tính mà ốc chó đấy. Lời cái ốc chó sao rồi đấy. Không chửi mấy chị thì mấy chị buồn. Nói chuyện đàng hoàng với mấy chị thì không có lọt lỗ tai. À, da của chị á, nói nghe nè, nếu mà da của chị không có đen chai lì á, vẫn xài giùm em kem ủ đi chứ yêu. Bởi vì sao? Bởi vì chứ yêu xài kem ủ da của chứ yêu mau đẹp lắm. Một tuần lễ là chứ thấy da của mình nó cải thiện rồi. Một tuần lễ thôi là da cải thiện nhiều rồi. Em biết là giá 200 chị Dung ơi. Em biết 200. Em biết là 200, em biết là dành cho đối tượng da mà da đã thứ nhất là đã đẹp sẵn nè.
Thứ hai là da không có bị ăn nắng, không có bị chai lì thì có thể dùng kem vip, tại vì kem vip nó giống như kem dưỡng cả nhà, nó giống như gan dưỡng thể á, nhưng mà bù lại. Dạ trên em có ghim giá ở trên đó chế, chế muốn mua kem nào thì chế bấm vô đi là nó hiện giá tiền ra chế. Thì chế không chế yêu ơi, kem này kem body má ơi, có ngu ngu vừa vừa trường người ta ngu chế. Tại sao gọi là kem body mà không gọi là kem mặt? Tại vì nếu nó là kem mặt người ta gọi là kem mặt rồi, ai đi xài ai, ai gọi là kem body, đúng không? Cái này mà không cần đi học em cũng biết nữa. Hôm bữa em mua 2 ban ngày với ban đêm kem thơm lát. Em cảm ơn chị Dung Dương nghe, có gì xài hết là nhắn em nữa nha, có gì xài hết báo em. Dạo này chị còn ra cánh đồng không nhậu không chị, là gì má? Bộ tôi thường ra ngoài nhậu với bà lắm, cái gì mà bà hỏi ta có đi hay không kệ người ta hỏi chi trời. Một hũ kem cho bánh mì chấm cứt, trời ơi quá trời chấm ha. Sao cà ghi rồi đó, cà ghi sô cô la đồ không chấm đi, đi chấm cứt gì mẹ gì xu vậy. Em có nước hoa vùng kính nha, bên top top để cáp ghê lắm hả, như vậy mình nó khen đó. Còn bên đây tao để cầm thường tụi nó chơi má ơi, bên đây để cầm thường nó chơi, nó chịu tao để cáp vậy đó. Xài banh da thì đừng có xài, mình xài banh da mình kỹ quá thì mình đừng có xài, mình để người khác người ta xài ngộ ghê. Sao chị cứ múc ra vậy, múc ra đâu mẹ? Múc ra đâu, nãy giờ tao múc vô mà. Nè múc ra đâu? Giờ tao múc tràn thì không cho tao múc ra, để tao dồn vô cho nó tràn ra hay gì? Tao không, giờ nó đầy lên, tao không múc ra vậy tao đổ vô họng mày hay gì con quỷ khùng. Kem lười á là giống như kem dưỡng với tình yêu ơi. Xài 7 ngày là chị thấy da cải thiện rồi chị Thảo ơi. Rồi từ cái cải thiện đó mà chị cứ liệu cơm gắp mắm. Từ cái cải thiện đó mà chị thấy nếu mà da chị vậy chị thấy ưng rồi đó, thì chị ngưng dưỡng nữa mà chị chuyển qua là chị mặc áo tay dài thôi. Còn nếu mà chị thấy da chị muốn đẹp hơn nữa thì chị xài thêm. Em cam kết với mấy chị là mấy chị xài 7 ngày là da cải thiện nha, chứ không cam kết 7 ngày mà da trắng như Ngọc Trinh đâu nha, không có đâu nha. Kem lười là giống như kem dưỡng như tình yêu ơi. Kem lười là dành cho những chị nào mà muốn trắng mà không cần phải ủ á, nhưng mà nó là ngay nó sẽ trắng chậm hơn kem ủ nha. Tại vì kem ủ á mấy chị chịu khó, mấy chị ủ mấy chị mặc áo khoác chị chùm vô á thì nó sẽ mau trắng cực kỳ, nó mau trắng cực kỳ, nó mau lên tông vậy đó. Còn đã nói là kem lười rồi thì nó sẽ trắng chậm, ok chưa? Kem lười thì trắng chậm thôi nhưng mà nó vẫn trắng. Bả múc kem vô 2 muỗng, tới muỗng thứ 3 bả bớt ra chứ có bỏ thêm đâu. Trời ơi trời. Em nói chị nghe nè, bây giờ em muốn múc, em múc 10 muỗng cũng được nè. 1 muỗng nè ha, 2 muỗng nè, 3 muỗng nè, nè 4 muỗng nè, 5 muỗng nè. Bây giờ em múc thành 20 muỗng cũng được nữa. Chị cho em xin số điện thoại chị Ly ơi, cho em xin số điện thoại nha chị Ly. Bấm số điện thoại giùm em đi, hộp lớn là 600.000. Đó, bây giờ tao muốn múc 20 muỗng cũng được, muốn tụi bay. Tao muốn múc 20 muỗng cũng được nữa. Mà muỗng thứ 20 ví dụ nó đầy á nè, ha, như tới đây nè, giờ tới cái mặt này nó đầy nè. Nếu mà mình múc thêm vô nữa thì nó sẽ bị dư. Hiểu không? Giá vậy là 220 nè chứ yêu. Chị mắc một miếng giá 220. Đó, mình múc nữa thì nó dư. Thấy không? Như lỡ cái muỗng cuối cùng mà tao lỡ để nhiều quá thì nó dư. Chị Ly Trần nè, chị Ly Trần nè, muối gì nè, chị Ly Trần nè, lát bên em gọi chốt đơn nha. Lát bên em gọi chốt đơn rồi muối gì báo nha. Đó. Thì nó dư. Đang trực tiếp nha, tốt tốt đâu có phát lại đâu tình yêu. Đó, rồi nè, giờ tao múc là 1 muỗng nè. 2 muỗng nè. Bây giờ muỗng thứ 3 nó đầy thì buộc lòng tao phải làm cho nó vừa rồi tao lấy ra. Chứ nó đầy rồi sao tao đóng lại. Sao vậy trời? Cứ sao á, kem ủ giá 220 chị Ly à. Lát nữa bên em gọi chốt đơn chị nha. Bên em lát bên em gọi tốt chốt đơn. Giờ chị nhắn tin cho em xin địa chỉ luôn đi. Lấy hũ lớn cho chị Ly Ly nè, ok chị Ly Ly, hũ nửa ký ha. Lấy nửa ký kem ủ cho chị ra 600 nha. Em đang khuyến mãi đó, 650 em bán 600 thôi. 650 em bán 600 chị yêu nha. Ok, một hũ 220 chị Hà. Hũ 220 kem ủ nha, da chai lì, da ăn nắng, da thâm sạm, da sử dụng nhiều loại kem mà không cải thiện á. Em mời cả nhà mình dùng hũ kem ủ nhà em nha. Ok chị Ly, em thấy rồi chị, em đọc rồi, em đọc kỹ, em thấy chị lấy hũ lớn rồi, em thấy rồi. Nha. Đó, hũ vậy là 220, còn hũ lớn nửa ký đây. Hũ lớn nửa ký nè cả nhà. Hũ này thì không có độn tại vì nó là nửa ký nguyên tròn, dọn dẹn.
đủ nguyên nửa ký. Còn cái hũ này nó chỉ có 150g thôi. Mà em làm hũ to, bởi vì sao? Làm hũ to cho nó đẹp, nhưng mà trọng lượng của nó là em nói 150g. Chừng nào em cầm cái hũ này mà em nói nửa ký á, thì cả nhà hai dãy nha. Nè, chừng nào mà em cầm cái hũ này lên mà em la hũ này nửa ký nè. Kem này tẩy mạnh không chị? Kem này nó tóm lại là nó kích cũng tương đối đó chị yêu ơi. Nó kích cũng tương đối, chị xài 7 ngày chị thấy da mình cải thiện à. Nó như hũ này em đâu có nói 300g đâu. Hỏi chị em nói 300g thì cả nhà mình hai dãy hay là hai chửi em hay là há la em, đúng không? Còn cái này em nói chỉ có 150g thì dung tích hợp của nó thôi. Tại vì cái phần dưới đây là nó độn hết một khúc rồi nè. Nó độn hết một khúc hũ rồi nè. Cho nên cái trọng lượng thật của nó chỉ có 150g thôi. Chứ không lẽ mà mấy chị á 220.000 mà mấy chị muốn em múc cho mấy chị hũ nửa ký hay sao? Đúng không trời? Cái này là dứt từng hũ ra nè. Nè một muỗng vậy thôi là phải dứt chừng 15-20 hũ mới có ra được cái muỗng đó đó. Mấy chị ai mà có tự trộn kem xài cũng biết vậy đó. Còn hũ nửa ký nè, thì cái này nó chẳng tròn nửa ký nè, thấy không? Chứ nếu mà cái hũ này mà 700g thì em sẽ múc lưng. Thì múc lưng miễn sao em múc đủ 500g cho mấy chị thôi thì đúng không? Nó đâu có quan trọng cái hộp đựng đâu. Chừng nào mà cái hộp đựng nửa ký vậy nè, mà em nói cái này hộp này 1kg nè, thì hả la em, phải không? Như hộp này chà bá nó nửa ký nè thì nó 600, đúng không? Còn 220.000 thì mình chỉ lấy được 150g thôi đó. Nè em múc đủ nửa ký thì em ngân, em đảm bảo chị cắn không thiếu đâu. Tại cái hũ này trọng lượng của nó là nửa ký. Còn cái hũ này nè, ai bán hũ này là trọng lượng của người ta là 150g nè đó. Cho nên là không có lộn đâu được, không nhầm lẫn đâu được hết trơn á đó. Đó thấy không? Như em múc đủ ba muỗng, em múc ba muỗng dừa thì em đâu cần phải bóp ra. Còn lỡ mà em múc ba muỗng mà đầy quá thì nó dư thì buộc lòng em phải bóp ra rồi. Chứ không lẽ giờ nó dư rồi em để em đóng này cho nó tràn chơi nè, không? Như em múc ba muỗng này bự bự nè, cái nó tràn nè, nó còn dư miếng nè, thấy không? Còn nếu mà em múc ba muỗng lưng nè, 220.000 nè, thấy không? Giờ nè, như em múc ba muỗng lưng đây, lưng dừa đây đó, thấy không? Vậy nè, cái vô đây là nó dừa luôn, đúng không? Rồi tại em muốn múc cho nhanh thì em múc cho cố sát, em múc cho nhiều, em múc cho nhiều thì nó dư, nó dư thì em ngân. Như nè nè, múc ba muỗng đầy nè, đó một nè. Nè tao thấy muỗng thứ hai là muỗng đầy rồi nhưng mà nó vẫn còn lưng, nên là em phải dặm dặm miếng tí xíu vậy nè. Đó thấy không? Cho nó vừa, tại vì mình phải ép vậy nè. Cái gì nè nó ngang cái mặt á, nó ngang cái mặt kem á. Như vậy là nó vừa. Còn nếu mà gì nè, mấy chị múc dư nè, mấy chị thấy đây, ví dụ như em múc đầy lên cho mấy chị đi. Vậy nè phải không? Thì mấy chị ấn cái muỗng xuống á, cái nó bắt đầu nó tràn. Mà khi nó tràn vậy mấy chị đẩy nắp á, nó đẹp lét ra ngoài thấy ghê lắm. Hiểu chưa? Dạ có nghe chị Trương Ngọc Tố. Em có ship tỉnh nha chứ ơi, tỉnh nào em cũng có ship hết trơn á, ship đồng giá 30.000 giùm cho em nha. Đó, thì buộc lòng em phải làm lưng thôi. Trời ơi. Em nói thiệt nha, mấy chị khó gì nè, không biết nữa mấy chị ra bán hàng á, mấy chị hay cỡ nào, nói thiệt. Không biết nữa mấy chị cũng đi ra buôn bán như em nè, cũng kiếm từng đồng từng cách như em nè. Rồi ha. Rồi mấy chị thấy cái cảnh em coi lúc đó tới mấy chị khó cỡ nào. Đấy, không chừng tới lúc đó mấy chị gặp những khách hàng còn khó hơn em gặp bây giờ nữa. Trời ơi trời, chứ múc lưng, múc dư thì người ta phải mở ra thôi chứ có gì đâu mà cũng hỏi nữa. Công nhận rồi, nữa em chết rồi mấy chị hỏi ai. À, kem trắng mặt á chị có 650 hũ xài cả năm trời luôn á. Kem trắng mặt á. Trộn kem mà nói chuyện dữ vậy bà. Ừ, tại vì điện thoại của tôi nên tôi nói. Hên là tôi nói chuyện bằng điện thoại của tôi nghe, chứ tôi nói chuyện điện thoại ông chắc ông á đọc điện thoại ông bỏ nãy giờ quá. Ý là tao nói chuyện bằng cái điện thoại của tao đó nghe. Ngộ hay ghê. Em chào 3.000 người ở trên TikTok nè. Em thấy mấy chị hết trơn á, em thấy bình luận thấy hết trơn á. Chị nào mà hỏi em đàng hoàng em trả lời, quả nó khùng nó điên thì em phớt lờ. Tại vì thứ khùng thứ điên mình cũng không có đáng để trả lời, thấy không? Mình cũng không có đáng để em trả lời, cho nên thông cảm giùm em. Hỏi tại sao nhiều người comment mà em không có trả lời. Ê, đừng tích vô mua cám gạo. Tại hiện tại em hết cám gạo rồi đó chị. Em hiện tại em còn cà phê hết cám gạo rồi. Nghe nè Chí Bảo ơi, kem lười là không cần ủ, đúng rồi chị Mai Mèo ơi. Kem lười là không cần phải ủ. Đúng rồi, múc nhiều thì vận chuyển nó tràn ra, đúng rồi đó chị Nguyễn Hằng. Đây là lấy thầy gai chị ra, để gắn thầy vô chị ra. Múc nhiều thì vận chuyển nó tràn. Không. Ở trên đó đây, nãy mày gọi đó hả? Lanh nữa. Tôi đang lấy kem Kabi mà bà. Rồi, bỏ máy chơi đâu. Xếp cái sụn mũi về cho chị ha, chi dạ cho vợ chồng chị ăn sống qua ngày hay gì, hay là chị pha nước cho mẹ chị uống trường sinh bất lão. Trời ơi, mới đầu vô hỏi có xếp sóc trăng không, tao tưởng đó là con người hỏi không mà trời, ai về cũng là con thú luôn. Trời này cũng đẹp gái nè trời, cũng đẹp gái, avatar cũng lớn là nhìn cũng khỏe lớn hơn tao. Thí dụ như tao 25 thì má này cũng 28-29, sao nhìn chị lớn mà chị chưa chịu trưởng thành nữa vậy chị Trương Ngọc Tố. Chừng nào chị mới chịu trưởng thành vậy?
Nè chị thấy đi, những đứa nó khùng nó điên, một là không có avatar, hai là avatar hoạt hình. Còn chị đưa cái mặt chị chằn dằn lên đây mà chị nói khùng nói điên, giọng thứ khùng thứ điên. Ừ, chàng ra mất công mà cái là kem đổ tài lan lép chân hỏi không lấy. Vậy đó, khổ lắm mấy chị ơi. Nửa bán hàng đi, nửa mấy chị ra mấy chị bán hàng đi, chị thấy ship tỉnh đồng giá 30 ngàn dùm em. Thiệt, nửa mấy chị ra bán hàng đi, 1 kg là 1.2 triệu tình yêu ơi. 1.3 triệu đang sale còn 1.2 triệu, nửa ký là 600 ngàn ok chưa, nửa ký là 600 hay là 1 kg thì cũng vậy. Tóm lại là em cũng không thích bán hũ 1 kg, nửa ký gì đâu. Em thích bán hũ nhỏ nhỏ hơn, tại vì khách người ta xài hết rồi cái ta mua nữa. Một hộp là 220 chị băng tâm ơi. Người ta xài hết ta mua. Kệ nó phán kệ nó đi chị ơi. Chị thấy đi, em đâu có hơi sức gì đâu mà em ngồi trả lời tụi nó đúng không. Em chỉ dành trả lời những cái bình luận có ý nghĩa thôi. Hoặc là những cái bình luận nó đẻ ra tiền. Ví dụ như chị này chỉ hỏi hộp bao nhiêu là thấy có 220 ngàn rồi đó. Đó thì bình luận ý nghĩa gì thì mình đọc thôi, kệ nó đi. Dạ ok chị Ly Ly nha. Giỡn ai giỡn với chị, em đâu có thân với chị đâu, chị giỡn với Trương Ngọc Tốt. Em chị phải bạn bè nhau đâu à, cũng đâu phải chị em đâu, cũng đâu có từng mà nói chuyện qua lại đâu à. Chụp ở Đà Lạt á Úc Quỳnh ơi, chụp hình cưới ở Đà Lạt á. Chị đang đọc bình luận hai bên luôn Hồng ơi. Chị đang like hai máy nên chị đọc hai bên luôn. Hổ kem 150g chị Trân ơi. Hổ kem 150g, kem lười là kem dưỡng á. Ê qua test kem lười cho tao đi mày ơi. Qua test kem lười giùm đi. Để em lấy một cái bạn mà da tông một nè. Sĩ nhắn tin giùm đi nha, sĩ nhắn tin giùm mình nha. Mình từ năm hũ có giá sỉ à, mua năm mình tặng một luôn ok chưa. Ghen tị vậy trời ơi, ghen tị với chị làm gì. Thay vào đó á mày á, kiếm anh nào ngon ngon mày quen đi chứ mày ghen tị với chị làm chi. Chị cũng khó khăn lắm á, mấy có mối tình dắt dai bộ mày tưởng dễ lắm á, gì mà ở đó mày ghen tị với tao. À em gửi là 3-5 ngày nhận được chị Huệ ơi. Em gửi 3-5 ngày nhận được nè. Nè bạn này, ủa mày sức chưa nãy kem lên ngoài mới sức lấy. Trời ơi, cái ngựa thấy ghê công nhận. Hồi nãy nó xuất hết lớp mà cả nhà xuất cho cả nhà mình có 3 lớp nữa. Đây, đây cả nhà. Nè, em chỉ cả nhà mình kem lười nha. Kem lười này em nói nè, mấy chị nào mà chưa có mua á, chuẩn bị mua á, thì phải lưu ý giùm em. Kem lười là dành cho chị nào da đã có tông sẵn ha. Da có tông sẵn nè, như cái khúc trên này là người ta có tông sẵn rồi nè. Còn khúc trên đây người ta bị chai lì thâm sạm nè. Cho nên là cái màu da bàn tay nó sẽ bị tối nè cả nhà. Tuyệt đối những cái da như thế này không xài kem lười giúp giùm cho em. Bởi vì sao? Kem lười nó chỉ giống như là kem dưỡng thôi cả nhà. Nó là sức lên đây đi, sức đây nè. Kem lười nó giống như là kem dưỡng thôi. Nó chỉ là một cái dưỡng chất làm mềm da và nó làm duy trì cái tông da hiện tại thôi. Ví dụ da hiện tại mấy chị là đen một tông thì á, mấy chị dưỡng giùm em khoảng một hũ á thì nó mới nhả được cái tông nó ra. Còn mà chị nào mà da mà cái bàn tay thâm sạm như dưới này nè thì vui lòng xài kem mủ giùm em. Xài kem mủ giùm em 7 ngày đã cải thiện liền. Cho nên là em khuyến khích cả nhà dù muốn hay không. Bữa em chốt kem mà không ai chốt đơn phải không? Rồi để chút em gọi cho chị liền nha chị Mỹ Linh. Tí xíu em gọi cho chị liền, bên em chốt đơn liền cho chị nha. Lưu ý giùm em, kem ủ này mấy chị chỉ cần ủ giùm cho em 7 ngày da mấy chị cải thiện liền. Còn da chị nào mà không da đã đẹp rồi, tóm lại là da như em nè, da như em hoặc là da đen hơn em tí xíu nhưng mà người ta không có bị khô quá, da người ta không có bị khô, không có bị ăn nắng á thì người ta có thể dùng dưỡng kem lười. Tóm lại là muốn da đẹp thì xài kem ủ, còn muốn mà duy trì cái tông da da mình đã đẹp rồi, chỉ muốn duy trì thôi, chỉ muốn xài cho nó trắng thêm thôi một tí thôi thì có thể xài kem lười. Chứ tuyệt đối da đen, da thâm sạm, da chai lì, da nam không xài kem vip cho em, không xài kem lười cho em. Ok chưa, lưu ý giùm em. Nè, như bạn này da bản đen nhưng mà bản xuất vô vẫn không lộ vân kem, nhưng em không khuyến khích mua. Phải lớp rồi đó. Em không khuyến khích mua bởi vì khi mấy chị tắm ra da của mấy chị nó cũng đen lại à. Tại nó chỉ là dưỡng thôi, nó chỉ làm dưỡng làm mềm thôi. Cho nên là tuyệt đối nó không làm cải thiện da của mấy chị đâu. Nó không làm cải thiện da chị đâu. Tùy người nào mà hấp thu tốt này nọ thì da người ta mới cải thiện thôi. Còn nếu không thì mấy chị sẽ không thấy được cái sự mà thay đổi ngoạn mục của nó đâu. Mà cái sự thay đổi nó chỉ nằm ở kem ủ mà thôi. Vui lòng ai lần đầu xài, xài giùm em kem ủ. Ai xài nhiều loại kem mà không cải thiện, xài giùm em kem ủ. Da chị nào mà ăn nắng do không mang bao tay, không mang vớ cái cổ đen, xài giùm em kem ủ. Da chị nào da nam, da như da đàn ông, tấm lại là vậy, tấm lại gọi là da trâu, da bò đi, xài giùm em kem ủ luôn. Đặc biệt muốn gói vô kem lười là phải nhắn tin hỏi em trước, em ok hả chốt. Mặc dù là hàng em bán thiệt, cái nào bán cũng có lời hết trơn, nhưng mà vẫn khuyến khích khách xài giùm kem là kem ngủ. Ok là chưa? Bao lâu trắng chị? Nói nghe nè, bây giờ chị không có biết là em xài bao lâu em trắng chân á. Ví dụ nữ người ta xài 7 ngày người ta cải thiện, em là nam em 14 ngày da em cải thiện. Còn chừng nào em trắng chị không biết. Tại vì á, kem ủ em có bán không? Có má, có mới nói. Trời ơi, chứ không lẽ không bán kem ủ mà đi xuống người ta xài kem ủ.
đừng xài kem tôi, xài kem người khác đi. Bà tưởng vậy đó hả bà? Có cái mũ nè, cái mũ nè đó chị, cái mũ nè, lấy một mũ, lên một mũ kèm xuống hội cho em ha. Còn mấy chị bên tóc tóc á thì vô giỏ hàng. Dạ không chị ơi, kem rồi đây chấm. Hùng ơi Hùng, nãy giờ chị nói như là đàn gãy tai trâu vậy đó Hùng. Chị giải thích nãy giờ cái mũ kem lừa vừa giải thích xong, chị hỏi kem mũ là gì? Kem mũ là đi siêu ủ đó chị ơi. Kem mũ là đi ngủ. Rồi chị đi siêu nha. Siêu ủ á, trên TikTok là siêu bầu ủ. Bầu xài được Nghiên ơi, bầu xài được Nghiên. Bầu xài cái loại nào cũng được hết trơn á, bầu là da non nè, xài kem mau trắng lắm tình yêu ơi. Ví dụ như người ta bình thường, kem ủ hả? Kem ủ. Ok, Lê Văn Anh một kem ủ nè. Ủa này là nít thật hả bé? Ừ chị. Em inbox rồi, cảm ơn chị Mỹ Hạnh nha. Rồi cứ inbox đi, cứ inbox đi rồi á, ngứa chỗ nào tôi gửi chỗ đó cho. Em không thấy tên đơn kem mũ sao mà không có thấy được? Chị đang ghi ở đây nè mà sao em không thấy được? Ừ sao không thấy, sao không thấy? Thấy mà, thấy mà, chị đang ghi mà, đang ghi kem mũ. Nãy giờ người ta mua quá trời kem mũ luôn mà. Nè để chị bỏ ghi nè, xong chị ghi lại nè. Nó nãy giờ người ta mua kem mũ quá trời luôn á. Nãy giờ chị đang chốt đơn quá trời luôn nè. Chị thấy bên tóc tóc nó cứ hiện lên là kem mũ người ta mua kem quá trời luôn nè. Coi lại giùm chị coi, thấy không? Em bấm vô thấy chữ kem mũ là em thấy rồi nè, có hũ nửa ký em ghim lên cho nè. Hũ nửa ký nè, bữa nay em sale cho cả nhà mình à. Bữa nay hũ nửa ký em sale cả nhà mình 600 luôn nha. Em đi Đà Lạt về là 650 nha. Dính nước bị trôi không chị ơi? Chị xúc giùm em khoảng nửa tiếng đi. Lúc đó kem nó hấp thụ vô da, nó dính vô da, nó tiệp vô da của chị rồi đó. Nó đã thẩm thấu da của chị đó, chị hay đụng nước. Chứ chị đừng có ngựa ngựa mà chị vừa xúc kem vô chị chạy đi rửa chén nha. Có nhiều má ngộ lắm, cái nách ngộ ghê. Tao không rửa chén thì xong đi. Ok nha, Lê Văn Anh có số điện thoại của Văn Anh rồi đó. Cảm ơn nha tình yêu ơi. Nè em nói thiệt nha, giá sao em? Dạ 220 cho Thủy ơi. Em hỏi con không biết có nhiều chị không biết chị nghĩ sao chống cửa mình chị nữa. Mà nhiều khi tại sao á, tại sao rửa chén giặt đồ thì không rửa đi rồi người ta chạy vô người ta ủ đúng không? Trời ơi mấy má tao xách cái háng, mấy má tao đó là đi đi xúc kem, xúc kem xong chạy đi rửa chén. Trời ơi tống ai rửa mấy chị nữa. Ừ nay mặt chị bị sạm đúng rồi, cục vàng ơi, đúng rồi đó. Trời ơi cảm ơn có người quan tâm nha. Biết sao không, chị đi make up hoài á, chị đi show trên Sài Gòn á, chị make up hoài á, da chị nó không có chịu. Tại da của chị là cái da của Bill á, da Bill á, cho nên là nó kén rồi make up vậy đó. Chị không có make up, không có trang điểm được, nào giờ mới trang điểm. Mà chị đi sự kiện rồi đó chứ chị trang điểm á. Bữa nay cái mặt của chị mụn không đây nè. Trời ơi xui ghê. Bình thường ở nhà tao nói đẹp gái ngon ơ ngon chăng lắm, giờ chuẩn bị chụp hình với cái mặt mụn không. Mặt mụn không bị thâm á, nó bị mụn với thâm á chứ không phải là bị sạm đâu. Da khô xài được Tú, da khô xài kem mũ đi Tú ơi. Da khô xài kem mũ nè. Da đen xài kem mũ nè. Hồi nãy em có chốt cái áo khoác, My nhớ xem tin nhắn cho địa chỉ chốt nha. Để em không có áo khoác mà. Hồi nãy có chị Hồng Duyên mua áo khoác kìa, có ai chốt chị Hồng Duyên chưa? Nhít sáu á, nhít sáu á. Ơi đừng có nói từ đó giùm nha. Hồng Duyên thay bao. Hồng Duyên ơi, số điện thoại Hồng Duyên cho thuê bao Hồng Duyên ơi. 0383558981 thuê bao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không giao hàng được, xin quý khách vui lòng cho lại số điện thoại khác. Trời ơi thời buổi 4.0 mà bọn này vẫn bán mấy thứ này sợ quá. Bùm 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 bùm. Rồi có nhắn tin trên cái giá lồ của chị là cái giá lồ tên là nữ trinh nó mà không thấy chị trả lời đó nghe chị ơi. Thời buổi 4.0 mà bọn này vẫn bán mấy thứ này sợ quá. Thứ này là gì má? Tao bán cứt hả? Cứt tao ỉa ra tới tao bán hay gì má? Hả alo. Trời ơi 4.0 mà không cần trắng hả má? 4.0 không bị ăn nắng hả gì? 4.0 ai cũng đẹp sẵn hết trơn hả gì? Ai cũng trắng trẻo, ai cũng trắng tươi mịn màng mơn mởn hay gì? À xài cái mũi chị Quỳnh Nhiên ơi, xài cái mũi giùm em đi. Trời ơi 4.0, 4.0 rồi còn tồn tại cái thể loại này nữa. Đi chứ, giùm cái đi. Quá mệt mỏi. À, cảm ơn chị Bảo nha cục vàng. À, cái mũ xài buổi tối được mà chị xài ban ngày càng tốt luôn á chứ. Tại vì trong cái kem mũ của em gái có chống nắng nữa. Trong em cái kem mũ của em gái có chống nắng nữa cho nên thành ra chứ sử dụng kem mũ của nhà em á. À, mấy chế sử dụng cái kem mũ của nhà em Bi á. Nó sẽ chống nắng cho mấy chế luôn. Rồi nó làm mềm da của mấy chế nè. Mấy chế nào bị ăn nắng nó nhả luôn. À, gửi số tài khoản cho chị Ly Ly chị chuyển khoản luôn kìa em ơi. Kìa coi trong tin nhắn cho em giùm tao ơi. Chị vô chị chấm giùm em cái Ly ơi, em gửi số tài khoản lên nè Ly ơi. Rồi nè Hồng Duyên đổi số hội khác, kìa lấy số hội đó khác giùm tao đi mày ơi. Rồi coi giữ máy chị ơi, đặt hàng mà gọi không có được, có bên em cũng không có được, có thông cảm giùm em nha.
Dạ, một hũ 220 chị Tiền ơi. Một hũ là 220. Kem đợt này em trộn là kem gì phải không? Kem đợt này em trộn là kem thấm nhanh. Thấm nhanh, ủ. Mấy chị không cần phải ủ nóng gì hết trơn. Có nhiều chị nhắn tin hỏi nha, ủ nóng không? Nhân viên không biết đường trả lời. Thì ủ nóng là sao? Thì cái kem này nè, khi mấy chị xức vô á là tự động nó sẽ trong cái người mình nó sẽ tôm ra mồ hôi. Như nó kiểu nó hầm hầm nó tôm ra mồ hôi á. Thì mình mặc áo khoác tay dài vô giùm em, mình mang gió giùm em, khi mà nó tôm ra mồ hôi phải không, rồi nó cộng chung với cái hơi nóng đó là nó ủ lại cho cả nhà mình đó, là bắt đầu da mình nó rất là trắng. Em ơi, Ngọc Tiền ơi, chị ơi, chị vô chị bấm chim nhỏ hàng giùm em đi chị ơi. Dạ, ship tỉnh là 30.000 á chị Duyên ơi. Ship tỉnh đồng giá 30.000 giùm em, mua hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Mấy chị dưới đây thì mua hàng lên giùm em là một ủ kèm số điện thoại, lát bên em gọi chốt đơn nha. Còn mấy chị bên top top á thì bấm chim nhỏ hàng giùm em. Rồi, chết rồi, đang live top top bị chặn rồi. Nó nãy mày nói cái từ kia ta bị chặn từ đó rồi đó. Nói từ Zalo á bị chặn rồi đó. Xu không? Đang live Zalo luôn á. Chết luôn rồi. Biết chặn mấy ngày nữa. Có nói từ cấm á. Không, không có biết. Bây giờ đang like nó bị tắt rồi nè. Coi Su Cà Na không? Su Cà Na không? Hello mấy chị. Buồn không? Đang like TikTok bị đá ra mọi người. Đang like TikTok bị đá ra rồi. Nè, kem đợt này em trộn là kem mỏng mịn nha. Kem đợt này em trộn là kem mỏng mịn. Chị ơi, cái lúc mà cái thời hoàng kim của em á bé Dung, cái thời hoàng kim của em á, em có ăn cơm nhà chị không? Rồi bây giờ em tàn, em có xin cơm nhà chị em ăn không? Vậy chị nói cho em nghe đi, nếu có thì em gửi tiền em trả lại chị. Hũ vậy là 220 ngân ơi. Hũ vậy là 220 nha. Hũ này là em trộn mỏng mịn nè. Nè, hũ này là hũ mỏng mịn nè. Tàn gì trời. Tàn là sao, cái đó không đeo vàng là tàn hả má? Tàn đang xài kem. Cô đang ủ, cô đang test kem. Test kem mà đeo vàng rồi đen vàng của tôi còn sao trời. Đúng không? Giờ tôi tàn, tôi có người lấy, tôi có người cưới, tôi có người hỏi cưới đàng hoàng nè. Rồi bà làm sao? Bà đó bà nếu mà bà giàu hơn tôi là bà không ngồi đây bà nói tôi đó. Nếu mà bà giàu hơn tôi giờ này bà ngồi á, bà ngồi và đi tập thể dục đi bộ ngoài đường rồi nè, bà không rảnh đâu mà còn coi livestream đi bà xỉa xót và mỉa mai tôi. Ngộ quá ha. Đó, thấy không? Đó, vậy rồi sức rồi mang vàng vô sao sức kem. Đúng không? Vậy rồi mang vàng vô sao ủ kem đây nè. Nè, ví dụ tay sức trắng nè phải không? Tay bằng này chưa sức nè. Sức vô luôn. Nói thiệt nha, bà nào mà sức kem mà chịu khó ủ giùm tôi đi. Chịu khó ủ tôi mặc đồ dài đi, da trâu mà còn trắng ấy, đừng nói chi da mấy bà, tôi nói thật sự luôn. Nè, thấy không? Đó, cái kem được này em làm là kem mỏng mịn thấm nhanh, kem ủ ha. Cho nên là cả nhà mình có nhiều chị á không xài được kem cốt. Xài kem cốt mọi người sợ bị bệt lắm, với lại xài kem nó hao. Thì bên em có dòng hôm nay em chọn cái mẻ này á, nửa ký có với chị Quỳnh Nhân. Hôm nay em chọn cái mẻ này á là cái mẻ mà mẻ kem ủ, cho nên là kem ủ cả nhà mình, thứ nhất là không hao nè, cái thứ hai là dễ tán, cái thứ ba là thấm nhanh không lộ con kem, ok chưa? Nhưng mà yêu cầu mấy chị xúc cho mấy chị mặc đồ dài cho em yêu cầu vậy thôi. Tại sao khi mấy chị mặc đồ dài á thì mấy chị mà có nằm lê nằm lết á thì kem nó cũng, kem trên da mình vẫn còn nằm trên da chứ nó không bị dính vô mấy cái vật dụng khác, ví dụ như mền mùng hay là ghê ghế không. Nhiều khi mấy chị mặc đồ cột quá rồi cái mấy chị ai kem ủ nữa, tiếng còn không lên biết tao vô không, mà tao vô hũ nhỏ luôn nha. Rồi, chứ không thôi á mấy chị á, mặc đồ ngắn á, cái mấy chị ngồi lên ghế có dính ghế trơn à. Hiểu ý em chưa? Nó dính ghế trơn à. Cho nên là vui lòng mặc đồ dài giùm em. Tóm lại là không mặc áo khoác được thì cũng phải mặc giùm cho em cái bộ đồ ngủ tay dài. Dạ 220 chị Nguyễn Nhi ơi. Dạ 220. Chị nào nãy giờ em đọc tên có đơn vô nhắn tin cho em xin địa chỉ nha. Vô nhắn tin cho em gái xin địa chỉ bên em lên đơn cho. Giá là 220 lên giùm em kem ngủ kèm số điện thoại. Lên kem mũ, trời đất ơi trời, live stream mà ngồi nhìn đi gan như là tao đang hát, tao tưởng đâu là tao là anh Tuấn Hưng hát không á. Cám gạo là 220, ôi lộn, cám gạo là 30 nhưng mà em hết rồi. Còn cà phê, lấy cà phê đi mọi người ơi, lấy cà phê cho khách coi. Bên cà phê này bên em bán giá 30.000 nè, bên em bán giá 30.000 gói nè. Trời, tao tưởng đó tao là Tuấn Hưng đang hát trước cửa nhà, tao bu lại tao coi không chứ. Ôi là trời, hấp dẫn lắm mọi người ơi. Một khổ ngủ nha chị Bi Tường ơi, cho em xin số hỏi chị. Tao xin số hỏi đi, lát bên em gọi chốt đơn. Tao xin số hỏi nha. Cái này để chiếc ra mấy nọ. Rồi thôi thôi, dẹp nó đi, để lại này thôi, để mất công. Nhưng mà còn ngon ghét còn nhiều á. Còn mấy được. Nè ốm, đúng rồi. Căn uống gì được đâu không ốm nè, cà phê 30 ngàn.
cà phê 30 ngàn, nhưng mà hiện tại em cũng hết hàng rồi. Mấy chị lên đơn cũng không có nữa, mấy chị lên đơn cũng không có đâu, tại vì tại vì cà phê em cũng còn không có đủ nữa. Em chốt trên top top rồi, em chốt trên top top rồi, quên nó không có chốt cà phê được. Mà có tấm trắng nha, xài tấm trắng đi, xài tấm trắng đi cả nhà. Tấm trắng 130 ngàn, mà mấy chị tấm cái đỏ lên tông đèn. Thay vì mấy chị xài cái tẩy tế bào chết á, xài xài mấy buổi luôn thì chỉ bằng, chỉ bằng một lần xài tấm trắng à. Mặc dù 130 ngàn, 130 ngàn tắm được có một lần một, nhưng mà tắm lần này ra là trắng tư, tắm lần ra trắng tư. Nè em gán vô cho sống thao kem này biết chi không, ốp rồi, ốp rồi không có còn kem nữa đâu mà lên nè. Với lại mày mới chị muốn kem mà mỏng mịn để mà ủ mà thấm nhanh như vậy á, không có nữa. Tại biết sao không, em bán, em bán theo đợt, đợt thì em làm á kem mỏng mỏng nhẹ dễ thấm, còn một đợt có thể em lắm kem đặc, lần thì làm kem đặc. Chị kem, chị kem bán kem ở đỉnh hàng chất lượng, cảm ơn nha. Ngọc Tiền ơi, bấm em xin số điện thoại chị Tiền ơi, bấm em xin số điện thoại, lát bên em gọi chốt đơn chị nha, lát bên em gọi chốt đơn. Tại nhiều khi em nhắn tin cho mấy chị không được á thì em mới gọi chốt đơn, cho nên là chị nào, nếu mà chị nào mà không để lại số điện thoại á thì chủ động vô nhắn tin vô bay giùm em liền đi, chủ động vô nhắn tin vô bay giùm em nha. Gán vô cho nhanh cả nhà ơi, gán vô cho nhanh là quá trời nhức đầu rồi. Ok chị Ngọc Tiền, cảm ơn chị yêu nha, nhắn tin cho em xin địa chỉ chị Tiền, nhắn tin cho xin địa chỉ mang ơn suốt đời. Ok chưa, 220 ngàn để em đi Đà Lạt các em rảnh em live stream á, em live stream này kia kia nọ cho mấy chị coi. Khuyên em đi rồi, khuyên em đi Đà Lạt rồi đó. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi buồn cây gỗ đe thế, gọi bờ cát trắng. Đây 220 ngàn, 150 gram, 150 gram giá 220. Trời ơi, trời, mấy chị không biết đâu, em còn múc kem viết mà cái tay em chai luôn cả nhà, tay em chai luôn nè. Mấy chị cầm cái muỗng hoài để mấy mới cầm, mấy chị cầm cái viết hoài ra cũng chai nữa. Ủa Long Xuyên hả, Ngọc Tiền á, không à, nhớ rồi, nhớ chị Ngọc Tiền à. Ê chị Ngọc Tiền ở Long Xuyên kìa, chị Hinh hồi nặng lên đâu hồi đi giao cho chị Tiền, chị Tiền lấy ra tẩy tới bồi chết cà phê em, chị Tiền 30 ngàn, 30 ngàn tắm cái đó pha với trái cam á, pha với trái cam á, tắm tẩy tới bồi chết á, sức kem ăn cực kỳ luôn, tắm da trắng tư mịn mịn trơn luôn, 30 ngàn. Kem ở Long Xuyên thì em re-ship, kem ở Long Xuyên không có tính tiền ship. Gửi hồn kia xuống lê thế, ôi sắp hết hũ nữa nè cả nhà ơi. Đây nè, gán vô cho nhanh, lát tắt like cũng phải vô cho xong đó. Là cái tay em chai, chân ngón tay chai, tại cầm cái muỗng vậy nè, mình viết chữ á, mình viết chữ, mình viết bài mà tay mình còn chai nữa chứ đừng nói chi. Lấy tấm trắng luôn, ok chị Ngọc Tiền. Ok, em qua em lên đơn chị Ngọc Tiền giùm chị cái ý, là một kem một tấm trắng, kem muỗng tấm trắng, tấm trắng 130. Buồn quá, đang like top top, đang chốt đơn gầm gầm luôn cả nhà, tự nhiên nhăn nha, quá trời à. Sao không nhãn nhẹn ghê trời, tại nhắc hai lần rồi, nhắc tới từ Zalo hai lần luôn, bởi vì nó mới ao ra, mấy má này hại đời thấy ghê. Bởi vì tôi nghèo rồi do mấy đứa này nè mọi người, lần đầu á thì do nó tọc mặt với tôi, vụ kia tôi nóng nó chửi con kia cái tôi bị hạn chế, lần này nó hại tôi, nó nói từ Zalo gì vậy. Thôi đâu uống đâu, thôi nó lạc lắm, nó không có nồng nàn quyến rũ như xì tin. Đây Tiền nó là một tính gái này, nó chỉ có cái mùi thôi, nó không có cái lon nào, cái này chỉ có cái mùi thôi luôn á mà mày. Ủa cái lon ở đó ở đâu, cái chai nè, nó chỉ có cái mùi thôi, nó tệ tại vì lâu rồi mà. Trời ơi, từ bữa mà đàn trai qua tới giờ rồi mày nghĩ nó còn mùi cho mày uống hả? Vậy cả nhà ơi, yeah em kết thúc live stream nha cả nhà, cho mấy đứa nó vô kem nó thôi, cho xong cái tay em quắt kìa đau rồi ơi. Đúng rồi, đây cái tay em quắt kìa đau, ngón cái ngón tay em nó quắt kìa đau. Cả nhà mình có xài kem mọi người lên đơn kem nha, xài trắng không vậy bà, không đâu Linh ơi, xài không có trắng đâu chị ơi, kem này bà xài càng đen đó, đừng có mua bà nội ơi, đừng có mua nha, cái kem này xài đen lắm. Nãy giờ nước mới rửa nước không ra, nó thấm á, bởi vì thấm mà đụng nước đâu có trôi. Còn sợ mới xúc kem mà chạy đi rửa chén á nó mới trôi, còn xúc mà nó thấm vô rồi nó mới trôi đâu. Trời ơi cái chai livestream này nó muốn gãy luôn. Đây nè mọi người, em cho mọi người coi cái tay của em nè. Tại biết sao không, mọi người thấy biết sao em tàn không, tại vì bình thường em có xài app, còn đợt này em không có xài app, tại bây giờ á bên Facebook nó không có app nữa nè, tức thấy ghê á trời, tính nó giết tính hại người ta hay sao á, nghĩ sao mà cho chơi Facebook mà không có cho app.
chứ lên TikTok đi, tao đẹp gặn ngời phơi phới luôn đó, phơi phới tuổi đôi mươi luôn đó, nhìn tao tưởng là tao 13, 14 không đó, tại trên đây không có app, tao nhìn thấy tao đen vậy thôi, nhìn thấy tao đen đúa, nhìn thấy tao nè mụn nè, do em trang điểm, do em trang điểm á, tại da của em là da biêu á, da biêu mà trang điểm á nó kỵ, tại biêu da đã đẹp rồi, tắm trắng chị Lê Văn Anh thêm cái tắm trắng. Vâng anh ơi, lát bên em gọi chốt đơn thì chị báo giùm em là tắm trắng luôn nha chị ơi. Lát bên em gọi chốt đơn thì chị báo tắm trắng luôn để bên em lên đơn nha. Đó trời ơi, vậy thôi chứ đổi gì nữa nè, canh thường vậy thôi. Nè, mặt mụn còn thấy mụn luôn nè, thâm còn thấy thâm luôn nè. Đó, vậy thôi chứ 220 ngàn. Ơi, bàn tay đẹp không cả nhà? Nè, coi bàn tay đẹp không? Bàn tay 250. Bàn tay 250. Không, kem không trắng nó cục vàng ơi. Kem mà trắng cái gì? Kem mà trắng cái gì mà mua kem này, chị lên đây chị nói khùng nói điên vậy thôi, chị rảnh thì chị trộn lên chị livestream chị chơi vậy thôi chứ đâu trắng trẻo gì đâu bác, trắng trẻo gì đâu. Dạ da mặt em xấu, da mặt chị đẹp được cho chị Châu, da mặt em xấu, da mặt chị Châu đẹp, ok chị Châu đẹp, bà đẹp tuyệt vời, bà đẹp tuyệt vời, bà đẹp đi để tôi xấu cho tôi xấu tôi bán hàng, bà đẹp bà gơ vào bà đẹp bà vô bà nói tôi. Đó, đây nè, sức hai lớp cả nhà mình coi luôn. Trời ơi, sức hai lớp hơi bị trắng nha má. Đây nè, hơi bị trắng luôn. Mà tôi nói thiệt nha trời, tôi nói thiệt nha, nhiều khi ở ngoài cũng trắng trẻo xinh đẹp lắm nha. Mà sao trên cái lên livestream á tôi nhìn thấy tôi tàn thiệt thôi. Mấy chị khỏi cần chơi em tàn, em tự thấy rồi. Em tự thấy em xấu xí rồi. Nè, em tự thấy em xấu xí luôn. Nè, sao mà em đen với trời. Nè, bữa nay con quỷ nó còn trắng hơn em đó cả nhà. Thôi đen quá. Bữa nay nó còn trắng hơn em nữa. Đó rồi thôi vậy nghe, bye bye nha chị Bi, ghép tin nhắn hộ em rồi nhắn đi, phái ghẹo em lắm nhưng mà em không phái chị, chị không phái chị, tại chị ghẹo em thì chị vui chứ em bị ghẹo em đâu có thấy vui gì đâu, mày thật sự là ghẹo cũng không có vui luôn, thà chị nói mặt em như mặt lồn thì em vui nha, còn chị nói cái mặt em xấu quá thì em chịu, em không vui à, thà chị nói Bi mặt lồn thì em vui rồi vậy nghe, bye bye nghe, ai cần tư vấn kem về nhắn tin nghe. I love you Chukamore, chị nói tôi đi Đà Lạt đó, tôi quay cho bà coi nha, tôi quay cho bà coi bà thèm vậy thôi, rồi ai Đà Lạt thì hú hí nha cả nhà, ai Đà Lạt mà muốn mời em ăn kem á thì nhắn tin em nghe cả nhà, mời ăn kem bơ đó cả nhà, má bữa đi Đà Lạt ăn kem bơ dở như quỷ, chắc là ăn nhầm chỗ hay sao á, trời ơi tao nói cái kem bơ nó đi gan cái kem bơ vậy đó má, trời ơi nó bị chua, đợt tao ăn á, ăn nhầm ly kem bơ bị chua, ông đó ông cũng mới dọn ra mà không biết sao chua lèm nữa. Rồi chắc vậy luôn, phải để cho ông bán chừng vài chục ly đi tới tao là ngon rồi, nghe không nghe mùi bơ luôn, nghe mùi chua, chắc là do cho bơ bị hư hay sao. Kêu tên em với chị không, hello gái Nhật, không chào bà luôn rồi thôi, cả nhà tắt like nha, tắt like má ơi, tắt like đi giao kem nữa, nhà bao việc vừa like vừa đi giao kem ha, tụi lắm hết trơn á nè, cái nút vùi nè má. Mà cái nút ruồi này cũng không phải là cái nút ruồi mà cha xanh mẹ đẻ có đâu, bị cái mụn á, bị cái mụn đầu đen á, bị mụn đầu đen xong cái thành một ruồi á. Nghe là chị Hí Kiều của gì nữa hoài á, mới vô coi mà trời ơi trời, má mới vô coi thôi chứ còn lại nãy giận tiếng ngữ rồi. Vậy thôi nha, bye nha, bye. Bị lóc cái TikTok rồi, bị sập TikTok rồi, buồn quá, để vô coi vụ gì.